bông nóng nhầm mà nơi nông phùm nóng đôi miền toàn miền chia nẹ của nơi đầm bàn ý chia nẹ đọc nẹ chia so mà nẹ tì bà miền ca chỉ rương ra ừ phơ khăn xa ấy nông khua xa khẻ của xa đánh cặp đánh ấy kia có phải lý kìm đại màu đọc sài bị phanh hà dương này đầm bàn phụ nhầm cứ ở toàn miền tập miền phương phởi vật nó ca ru nấu viên đại chết xuống lên ta dù dù ta có miền này khang dù phi nè của bạn nở cho máu nông chăm pi pi bọt buồn pi tập bốn đại cọt châu mà nâng nhóm bia bên dưới đó nó bị ắt đăng tha ở với chia chắp bắp ở với chia sạ cúng cứ nhóm ắt đăng nữa à nông thiệp trên nẹt đặc nuám nhóm ban ca nông ở vùng này pi du pi giờ từ ở vùng ba kha sơn la nông ca mưa đôi chị riêng dân đơm phơ hằng xa nè sự bắt tập hiệp đầy thi hay nâng duyên bắt thu một ba bàn thêm chết luôn nhóm toa nâng ác chết đăng nông ca kiên cơ bóng phô ôn để chia phô rận nước nông bàn sầm rạch hai ca ruộng nước nông xã công bàn sầm rạch nhóm nông cho tới đẹp tông nâng chỉ mua ở nhà thơ nằm bay chô ruộng nhóm dược lôi bì ở nhà thơ mà bàn phơ phơ lưng cả làng nâng chăng vậy mình ông thà trẻ ông ai đẹp trong ca bị chôm đại pi cro hoàn trải là sao tất chấm nón ban ông ai chiên đom ấy ta na bờ sân chia bờ chôm bờ trăm khai bia mà mến bờ chôm ta khai đang dùng chôm pi sọc phe pi bờ hăng sa gender chăng đờ này chia chớn vô đằng ban chớn ca phở bờ hăng sa nhóm ban vô đằng hay năng à riêng pi hết bọn sợi miền sệt smile khnề, vừa bọn mình đại thôi mình rồi quay côn được mưa được ngon, còn anh vẫn khăng đại côn khnề chẳng, lại được khăng chẳng, xe côn mà xô tịt tôi lo chẳng xe chạy côn về thừa côn phay, khạt chẳng về ở sớm nhà rắm được không luôn. We very satisfied with this community when we see that they can settle their issue by themselves. UPWD's role is just only facilitate them how to reach to the local authority and how to negotiate for social service. UPWD is happy to empower women like Mrs. Son. But we could not do without supporting from Global Fund for Women. This funding is enable UPWD to do three things. To organize community. Second is to empower women in community to use the leadership role. And third, to improve their living conditions.